Một trong những người dẫn chính kiêm tổ chức sản xuất của chương trình Nhịp sống quanh ta là chị Trần Thị Hoàng Phượng, hội trưởng Hiệp hội Kế thừa Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Đài Loan. Chị Phượng là một cô dâu Việt đã sinh sống tại Đài Loan hơn 15 năm và được đánh giá là có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người Việt tại đây. Trong tiểu mục câu chuyện cộng đồng tuần này, mời quý vị hãy cùng gặp gỡ chị Phượng để tìm hiểu thêm về các chương trình truyền hình cho người Việt tại Đài Loan. đầu tiên xin cảm ơn chị đã nhận lời trả lời phỏng vấn à, chị phượng xuất phát điểm vốn không phải là một người làm nghề truyền hình mà là một giáo viên dạy tiếng việt tại đài loan vậy thì điều gì đã đưa chị đến với công việc sản xuất chương trình bằng tiếng việt tại đài loan À, chủ yếu là mình muốn tạo một cái sân khấu cho người Việt Nam của mình một cái sân chơi cho người Việt bởi vì ở Đài Loan thì có hơn một trăm mấy chục cái kênh truyền hình nhưng mà toàn là phát là những cái chương trình làm cho người Đài Loan thôi và chủ yếu là bằng tiếng Trung cho nên là mình muốn có một cái cái chương trình uh, tiếng Việt và cái chương trình giải trí tiếng Việt như vậy là để cho những cái chị em mà qua bên đây họ làm việc nè uh, hoặc là không giỏi tiếng Trung uh, thì ngoài những cái uh, ngày thường uh, nỗ lực làm việc ra thì họ vẫn có thể tìm đến một cái niềm vui nho nhỏ trong cái cuộc sống của họ khi mà xem cái chương trình của mình bằng cái tiếng mẹ đẻ của mình và khi mà mình ra cái chương trình này thì ngay chính là những cái đứa trẻ thế hệ hai viết thư cho mình gửi cho đài truyền hình nói là cô ơi cô làm cái chương trình này em vui quá bởi vì mẹ của em có thể xem cái chương trình này và mẹ sẽ không có cảm thấy cô đơn như trước đây nữa chương trình nhịp sống quanh ta có phải là chương trình truyền hình bằng tiếng việt đầu tiên mà chị Phượng thực hiện không ạ? À, không phải trước khi mà làm cái chương trình giải trí này thì là mình năm 2008 đã bắt đầu làm cái chương trình dạy tiếng Việt đầu tiên và năm 2009 thì làm dạy tiếng Việt mỗi ngày một câu 100 tập và sau đó thì năm 2012 mình bắt đầu làm chương trình dạy cho người Việt Nam mình là dùng tiếng Việt dạy họ thành ngữ tiếng Trung chương trình dạy cái thành ngữ này thì bắt đầu tập hợp rất nhiều những cái chị em Việt Nam mình tham gia vào cái chương trình giảng dạy cũng như là diễn kịch để để cho cái cái nội dung nó phong phú hơn thì bắt đầu phát hiện ra một việc là các chị em người Việt Nam của chúng ta cũng như là cái cộng đồng người Việt của chúng ta rất là mong muốn có một cái cái kênh truyền hình cho riêng mình cũng như là một cái một cái cái chương trình dành cho riêng mình về thực hiện một chương trình truyền hình bằng tiếng Việt tại Đài Loan có gặp nhiều khó khăn không thưa chị? Rất là nhiều những cái khó khăn bởi vì thì như quý vị cũng biết là làm truyền hình thì đương nhiên là có một cái ekip mà ở đây thì đài truyền hình Trung Hoa thì họ kết hợp với chúng tôi trong cái việc làm những cái chương trình một khoảng thời gian dài rồi nhưng mà không có ai biết tiếng Việt thực sự, cho nên khi mà thực hiện thì kịch bản phải luôn luôn là phải có hai thứ tiếng như vậy, như vậy thì cái quá trình nó sẽ gấp đôi lên. Bắt đầu là một giáo viên dạy tiếng Việt tại Đài Loan, sau đó thì trở thành một người sản xuất chương trình truyền hình bằng tiếng Việt. Vậy trong tương lai chị Phượng có những kế hoạch nào khác không ạ? Tôi cũng có một cái ước mơ là trong tương lai sẽ làm một cái chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em và uh, trong tương lai thì sẽ làm một cái chương trình thời sự là dùng cái góc độ của người di dân để bằng thảo luận về những cái tin tức thời sự của Đài Loan để nâng cao cái vị trí của người Việt Nam hơn vâng xin chúc chị phượng cũng như là cộng đồng người việt nam tại đài loan sẽ càng ngày càng thành công hơn nữa một lần nữa xin cảm ơn chị xin cảm ơn